Hello anh em, hôm nay có món mới giới thiệu anh em này, vừa bóc ra quả chuông gió. Thực ra đây dành cho một cái giới riêng chuyên về lĩnh vực này mới hiểu. Thực sự như tớ nghe thì thấy nó hay như du dương thôi, nhưng không thể thẩm thấu hết được. Tại sao phải đặt bên Mỹ chuyển về thì câu hỏi này dành cho anh em tự tìm hiểu thôi. Mà cái chuông gió này ở Việt Nam thì bán rất là nhiều. Bộ trên tay này nó khoảng mười mấy triệu nhỉ? Khoảng trên chục triệu đấy, không ít đâu. Đấy, có mấy cái ống này thôi, trên chục triệu. 15-16 triệu. Nó nhiều size lắm, size to, size nhỏ nhiều. Thì đây dành cho những em mà có điều kiện sân vườn, biệt thự hoặc là thú vui gì đấy. Tại vì size này lớn, âm thanh kêu tương đối là to đấy. Đấy, cho anh em thẩm thử. Ok, lặng lên. Nặng ngoài nặng. Đây lắm anh Quỳnh. Ngoài thế thôi. Đưa đặt anh trên này. Nó có nhiều size lắm. Đây một size nhỏ như này, size nhỏ thì ít tiền hơn. Đấy, size nhỏ. Nó sẽ tạo ra nhẹ nhàng. Cái đây là cái để hứng gió này, gió vào nó cập nhật cho anh em cái món này. Món chuông gió size lớn này. Size này size lớn, nó tính theo inch đấy. Nhiều thông số kỹ thuật lắm. Anh em mà muốn tìm hiểu về nó thì đây này, có cái từ khóa anh em tìm hiểu này. Hoặc là xem ở trong cái phần mô tả video ấy. Mình có cái link tới website nhà sản xuất với lại một số đơn vị review bên chuyên lĩnh vực này người ta làm rồi. Cái này là made in USA đấy. Made in USA đàng hoàng. Nhập bên kia về, lâu lâu về được một đợt ấy. Cái đấy cũng là đơn đặt theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, tổng quan có cái lạ lạ chia sẻ với anh em tí về chuông gió. Nhập từ Mỹ về. Đạt cái quy chuẩn. Anh em mà tìm hiểu sâu xem cái link mô tả ấy, thì các chuyên gia người ta đánh giá hết. Mười mấy triệu ngàn này ống. Cái này về các làng nghề cắt chắc mấy phút là xong. Ok, chia sẻ nhanh nghe. Chuông gió nhập khẩu từ Mỹ về.